À, dạ, muốn đi đâu? Quá, Dạ, xuống 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 nhà cho tôi. Dạ, dạ thì bây giờ cô sẽ dắt dài được tất cả các bạn đi xuống đi xuống ngoài em anh Quang để cho biết nhà của anh Quang. Biết nhà đi ra ngoài em thì cô đi quá. À, chào mừng cô chú anh chị và tất cả các bạn đến với kênh Quý TV. Dạ, hiện tại tôi đang có mặt đường Nguyễn Tri Phương. Dạ, là nơi đám tang của thành viên trong đội săn bắt cướp Biên Hòa nha cô chú, là anh Ca Võ Minh Quang. Dạ, dạ thì trước mặt cô chú thì là nhà cha ruột, là nơi làm đám cho anh ạ. Dạ, thì nay thì cũng là ngày cuối, thì cũng có đoàn lăn để đến tiễn anh đi nha cô chú. Hung thủ đã bắt được chưa cô? Bắt được rồi. Bắt được trong đêm đó luôn hả cô? Đêm đó luôn. Thì em Quang vừa ngã xuống là bạn bè tới đi chung á, rồi vừa tới như là ship alo là kiểu như em Quang giờ mình cái địa điểm nào gần nhất mình đang chẳng chốc đó là bạn mới tới sao đó, thì anh này vừa nghe là anh dẫn đi trước là vừa tới thằng này là hai người chẳng xong rồi nghe đồng đội thấy rồi thì xong cái thằng ấy đó xong rồi đó đạp cái này té luôn. Không được biết là anh Quang rất là giỏi, khả năng rất nhiều việc ở trong nhà luôn. Bị nhiều lắm, nói nghe không có lương bổng gì hết, tiền túi bỏ ra đêm nào phải bỏ bao trăm ngàn đổ xăng này, uống nước rồi phải ăn uống, đôi khi 8 giờ đi 3 tiếng sáng về, ngay đâu vậy đấy. Cô cho hỏi mà bữa ngày mà cái ngày bà bị ra tai nạn cô, thì ngày đó thì khoảng mấy giờ anh biết bên mấy giờ là tại vì mình không có biết cô... vợ nó báo cái bạn bè là báo với vợ, vợ báo với tôi là 21 giờ, nói mẹ ơi mẹ kêu ba giờ mẹ với ba chú chị rể liền lên Quan bị nặng lắm, không nghi hôm qua tôi về tôi bụng đủng rồi đi ba với anh hai chú với ở chứ. Là xuống luôn, mấy ngày cô xuống luôn 3 kg, tăng sống luôn, tăng sống không giờ cô. Cho con hỏi là nhà cô mà Quang ra còn đông anh em không giờ cô? Có anh hai với ảnh thôi, có người ba, người anh, người anh là người Quang là Quang là út mà cô. Quang là cô nhà cũng có cái tay, anh nó không biết.
nhà cái chuyện này kia là quan đốc. Thì theo con được biết thì vợ anh Quang là đang mang mấy tháng con? 3 tháng mà sinh đâu. Hai chồng cưới nhau được 5 năm. Chị mời cho công việc sáng bắt cướp đó, rồi anh Quang ở nhà là làm thêm công việc gì nữa con? Bán, hai chồng sáng bán hủ tiếu, buổi chiều bán cơm chiên châu, vị sầu giò. Đang ngồi ăn cơm. Dọn ra mới cầm đũa chưa ăn, chiếc alo rồi bỏ cơm đi. Nói chiếc đang đội xe có địa chỉ giờ đi khoe măng mà chị em cũng ăn luôn, em no hơn luôn em ăn đi. Giờ đi chuyện đâu chừng khoảng 8 mấy là 9 giờ mấy là báo rồi, 9 giờ mấy là nó báo rồi á, báo con vợ biết rồi mà tới 10 giờ vợ vô trong ngay chỗ mà hiện trường á. Tới 10 giờ là đưa cho rẫy là chuẩn bị xe chở đi á, là vợ cô báo là 10 giờ. Hỏi vợ là vợ đó hỏi là mấy giờ mà vợ cô báo là khoảng 9 giờ hơn á, là đưa lên xe là con có điện mẹ là giờ một hồi là 10 giờ. 10 giờ đêm á. Cho hỏi lúc mà anh Quang đi là còn mấy giờ anh Quang đi vô, lúc mà ở nhà nhận được định vị mà bên nơi chỗ tại vì á lúc ở chung với cô á thì đi mấy giờ là cô nắm hết, hai chồng có đi cái kia đi giờ giấc nào cô không biết, chỉ vợ có nói thì mới biết là tối anh Quang đi mấy giờ thì nói cô biết, chỉ vợ riêng đi mấy giờ cô biết, ở chung cô biết. Lúc trước ở chung cô mua nhà đi cho hai chồng ở dưới đó, ở đây cô không biết. Là hiện tại với anh bữa đó anh đang ở nhà riêng của anh, nhà rồi anh đi. Là hiện tại anh Quang với vợ là hiện tại đang ở với chung gia đình luôn hả con? Không, có nhà riêng. À, anh Quang có nhà riêng hả? Có con? Nhà riêng dưới đây. À, dưới cái hẻm sau lưng nhà mình hả con? Đúng, dòm nhà em thấy không sót ra thôi. Chị ngoài đồ lại thấy đi không? Dạ, xuống nhà cho con. Dạ, thì bây giờ cô sẽ dắt dài được bác đi xuống ngoài em đi. Quang để cho biết nhà của anh Quang. Biết nhà cả nhà. Ngoài em cô lấy quán. Dạ, thì bây giờ là mẹ của anh Quang đã dắt em để đến tham quan và biết nhà anh ạ. Dạ, thì mời cô chú theo chân em để cùng vào nhà anh Quang ạ. Nhà này thì hai chồng ở chung với cô nhà trên đó. Nhà này là cô cho hai vợ chồng. Rồi cô cất. Dạ. Cô cất rồi cô hai chồng cô ở đây, hai chồng ở trển. Dạ. Sau này cô mới cho hai chồng ở đây thì cô về trển. Trở ngược thì trển hai chồng. Con thấy rất là nhiều bằng khen luôn cô. Thì cô có thể giới thiệu cho con và tất cả các bạn được biết mấy bằng khen này là anh lãnh được từ khi nào không có. Chắc cô cũng rành quá. Có đẩy em đó không? Đây là như đây là tất cả những thành tích của anh trong tất cả năm các trường Sông Bắc. Đây là những huy chương của những thành viên trong gia đình của anh Quang nha cô chú ạ. An ninh đời sống Đồng Nai. Đây là đây là những thứ mà anh Phang siêu tầm nha cô chú. Chiếc xe này là anh mua hay là ở đâu có cô mấy chiếc xe? Xe này ba mẹ cho tiền mua. Mua là để ăn chạy hay là để trưng bày chơi thôi cô? Xe đó để trưng bày chơi cho đẹp thôi chứ không có chạy đâu cô. Không có đi. Rồi nó có gọn như vậy trời. Tại bên đội ấy Quang sắp tới ăn rồi. Đây, anh quá chừng bằng khen luôn. Cất lâu rồi. Nhà này lúc trước là cô với chú ở, ừ, sau rồi, này là cho ở. Anh Quang ừ, rồi, cô chị. Cô có cho ở đây chừng 2 tháng luôn. Mới dọn về ở chừng 2 tháng rồi. Ở 2 tháng rồi. Ừ. Thì cô cho 2 tháng. Lúc trước anh Quang ở chung với cô ở quán luôn. Đúng rồi, ở chung với nó. Ừ, thì nó. Đây. Dạ thì cũng trước mặt cô chú là nhà riêng của anh Quang cô chú. Thì hai bác có cho anh Quang một căn nhà nằm trong hẻm phía sau lưng nhà của hai bác trước ạ. Dạ thì qua những lời cô chia sẻ thì căn nhà này thì lúc trước là hai bác ở vừa cho anh Quang và chị Thảo là cách đây mới 2 tháng nha cô chú. Ngôi nhà nằm trong hẻm vô phía trong ngôi nhà rất là to của chú.
Dạ thì cũng rất thương cho hoàn cảnh anh Quang ạ. Mới thì chuyển ở riêng đây vừa được 2 tháng thôi nha cô chú, mà thì anh đã ra đi. Lúc trước thì anh Quang ở chung với cô chú ở nhà ở trước hẻm nha cô chú, nhà ở trước mà đang hiện tại nó đang làm lễ tang anh Quang trước cô chú ạ. Dạ vợ chồng được ba mẹ cho căn nhà phía trong.